Kính chào quý vị, một năm mới đã tới, tôi là dược sĩ Trần Hưng Thịnh. Xin đại diện tất cả địa điểm nhà thuốc Tây Harbor Pharmacy chúc quý vị có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một cuộc đời thịnh vượng. Happy New Year!